có tài năng, sự nổi tiếng, không thiếu tiền. Các cầu thủ vừa là mơ ước, vừa là hình mẫu của cả triệu người. Mỗi hành động của họ do vậy đều nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng điều đó không ngăn được các cầu thủ có những phát ngôn hay hành động ngớ ngẩn bên ngoài sân cỏ. Điển hình như Nile Rodgers, cựu cầu thủ của Newcastle, nghĩ rằng nếu mình cũng xăm lên body thì xoang quá, thế là anh quyết định đi ngược dòng bằng cách cho xăm tên mình lên trắng. Tất nhiên chẳng ai khen Rodgers, nhìn thật ngán ngẩm. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Không chỉ trên sân cỏ mà ngoài đời sống, các cầu thủ cũng có những hành động ngớ ngẩn không kém. Zlatan Ibrahimovic đã từng phải nhận trừng phạt thích đáng sau màn dở thói côn đồ trên sân cỏ của tiền đạo Thụy Điển đối với thủ môn đội bạn. Cụ thể, sự vụ đã xảy ra trong trận LA Galaxy của Ibra để thua New York City với tỷ số 0-2 hôm 12 tháng 5 năm 2019. Cựu thủ quân đội tuyển Thụy Điển đã có màn gây gỗ và đưa tay bóp cổ thủ môn Sen Johnson bên phía New York City. Sự cố va chạm này khiến Ibra cũng như là Sen Johnson đều phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Nhưng riêng với Ibra thì tiền đạo này phải nhận thêm phạt nguội. Trong một trận derby Manchester, tiền vệ Marouane Fellaini vung cùi chỏ vào tay trái vào mặt của hậu vệ Zabaleta. Với pha phạm lỗi đó thì cầu thủ người Bỉ xứng đáng nhận thẻ đỏ, nhưng mà trọng tài Michael Oliver chỉ phạt anh thẻ vàng. Khi nhìn thấy một con chim cú bị thương nằm trên sân, hậu vệ Luis Moreno đã nhanh nhảu co giò xúc con chim tội nghiệp ra khỏi đường biên. Ngay lập tức con chim được đưa đi chữa trị nhưng mà đã chết khoảng 30 giờ sau đó tại một bệnh viện thú y. Bực tức vì thủ môn đối phương cố tình câu giờ, tiền đạo Juninho đã sút bóng thẳng vào mặt của thủ thành này. Hành động trên đã khiến cho anh lập tức bị truất quyền thi đấu. Vào phút 63 trong trận tứ kết tại Copa America 2015 giữa Chile và Uruguay, Gonzalo Zara đã có hành động sam sỡ Cavani bằng cách chọc tay vào mông của chân sút biên chế PSG. Trước hành động khiếm nhã của đối thủ, Cavani đã dùng tay chạm nhẹ vào mặt Zara và chỉ chờ có thế, hậu vệ chủ nhà ngay lập tức nằm sân ăn vạ. Ở thời điểm đó, trọng tài chính đã không quan sát được hết diễn biến của sự việc nên không ngần ngại rút ra thẻ vàng cảnh cáo Cavani và anh phải rời sân do đã nhận một thẻ trước đó. Dẫu vậy, Cavani cũng được an ủi phần nào khi mà người khiến anh phải rời sân trong tức tuổi là Gonzalo Zara đã bị ban tổ chức phạt nặng. Theo đó, Zara sẽ bị treo giò đến hết Copa America 2015. Tình huống Bosingwa đạp Beneao đã diễn ra trong phút bù giờ thứ nhất hiệp 2 khi mà The Blues đang bị dẫn trước một bàn. Ở tình huống này, thật đáng ngạc nhiên khi trọng tài chính Mike Riley đã không tặng cho hậu vệ Chelsea một chiếc thẻ nào. Tiếp theo là một pha khoe hàng hết sức táo bạo. Không biết là nguồn động lực nào khiến chàng cầu thủ này tụt quần khoe mông về phía khán giả như vậy. Trong những phút cuối cùng của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc, trung vệ Mehdi Benatia đã có một hành động vỗ nhẹ vào lưng Pepe. Ngay lập tức, cựu cầu thủ Real Madrid đã ngã vật ra sân như bị súng bắn, đồng thời yêu cầu Benatia giải thích hành vi của mình. Tình huống này không lọt qua ống kính máy quay và Pepe lập tức trở thành tâm điểm bình luận. Cristiano Ronaldo từng bị trôn trong trận đấu với Atletico Madrid. Ronaldo khi ấy vẫn đang khoác áo Real Madrid. Anh ra đường biên nhận bóng để thực hiện một tình huống ném biên nhanh thì bị Bonboy với khuôn mặt lạnh lùng ném bóng ra chỗ khác.
Phút 40 trận đấu, cầu thủ Alisson của Cameroon đã có một pha đánh cùi chỏ từ phía sau đầy thô bạo và lộ liễu với tiền đạo Mario Mandzukic trong một pha phản công nhanh của Croatia. Ngay lập tức, trọng tài Pedro Branca đã rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của cựu cầu thủ Arsenal. Trong tình huống này, Eden Hazard cố lấy lại bóng sau khi cậu bé ngã xuống và lấy người che trái bóng. Có lẽ do sốt ruột muốn đưa vào cuộc và bị cản trở, tiền vệ Chelsea đã nổi nóng, đá thẳng vào bụng cậu bé. Trọng tài Chris Foy sau khi lắng nghe ý kiến từ các bên đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Hazard để hai đội thi đấu nốt thời gian còn lại. Lionel Messi phun châu nhã ngọc vào đối thủ sau khi bị đối thủ phản ứng trong một pha va chạm. Hành động không đẹp của tài năng người Argentina qua được mắt trọng tài nhưng mà không thoát khỏi ống kính máy quay. Trong trận đấu này, giữa Moussa Dembele và Ramos có nhiều tình huống va chạm mà trọng tài có thể đã xử lý nặng hơn. Thủ quân Real văng cùi chỏ vào mặt đối thủ trước khi nhận lại một cú đánh tay trái. Cầu thủ này đã có màn ăn mừng độc nhất vô nhị trong môn thể thao vua khi mà cởi luôn chiếc quần thi đấu trùm lên đầu và quay mặt về phía khán đài với vẻ đầy phấn khích. Dĩ nhiên, phần thưởng mà trọng tài đã dành tặng cho anh là một chiếc thẻ đỏ. Trong trận đấu giữa hai đội Internacional và Ipiranga tại giải vô địch quốc gia Brazil, một chiếc thẻ đỏ hy hữu đã được trọng tài chính rút ra. Tình huống này xảy ra vào phút 63 hiệp 2 khi mà hậu vệ Fabrizio của Internacional dường như không chịu nổi những lời khích bác từ chính các cổ động viên nhà. Anh đã xúc phạm lại đám đông này bằng cách giơ hai ngón tay thối về phía họ. Ngoài ra, các cầu thủ còn cho thấy sự ngớ ngẩn của mình khiến cổ động viên không nhịn được cười thông qua những con số đặc biệt trên áo đấu. Chẳng hạn như là tiền đạo người Chile Ivan Zamorano bị Ronaldo béo tước mất áo số 9 ưa thích của anh ở Inter Milan. Cầu thủ này sau đó đã lấy áo 18 và thêm một dấu cộng ở giữa, một phép tính toán học rất đơn giản. Hay Vicente Lizarazu tại Bayern Munich giải thích lý do anh lấy áo là 69 vì anh nặng 69kg, sinh năm 1969 và cao 1m69. Không chỉ các cầu thủ bóng đá mà fan của họ cũng có những hành động độc nhất vô nhị, khiến ai nghe qua cũng phải lắc đầu ngao ngán. Điển hình như một cổ động viên ở trận Everton với Newcastle mới đây. Tình huống này xảy ra ở phút 50 trong trận đá bù vòng 20 Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. Khi tỷ số đang là không đều, một chàng trai đeo kính, mặc áo cam có in dòng chữ Just Stop Oil đã lao xuống sân rồi dùng dây cáp tự trói cổ mình vào cột dọc. Theo giờ sinh, cổ động viên này là thành viên của Just Stop Oil, một nhóm phản đối việc mở rộng khai thác dầu ở biển Bắc. Hành động hy hữu nói trên khiến trận đấu bị gián đoạn. Lực lượng an ninh sân phải rất vất vả dùng kìm để cắt đứt sợi dây cáp, giải thoát cho fan cuồng nhiệt này. Vừa rồi là những hành động ngớ ngẩn chưa từng có trong lịch sử túc cầu thế giới. Bạn nghĩ như thế nào sau khi xem clip này? Chia sẻ ngay bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!